chấp 238 thần sủng tiến hóa. Đợi đã, tại sao mấy người, sao có thể thế này được, đây là một con cá à? Nói cũng đúng à, cái này là khi em đi qua Bắc Cực được một cặp vợ chồng giao phó cho. Nhưng em vẫn còn việc quan trọng khác nên muốn nhờ chị Đường Đường đưa nó đến thế giới sương mù đen trước. Em còn muốn thành lập một đội hành động cấp tốc, chuyên giúp đỡ, đưa những người vì nhiều lý do bị buộc phải ở lại địa tinh đưa về thế giới sương mù đen. Tình hình cụ thể vẫn là phải nhờ chị và ông ngoại nghiên cứu giúp cho. Thật không ngờ rằng, Tiểu Bằng em đã trưởng thành đến như vậy rồi. Rõ ràng trong ký ức vẫn chỉ là một thằng nhóc suốt ngày bám theo sau chị à. Đúng thế, chị Đường Đường, em đã trưởng thành rồi, nên đến lúc để em bảo vệ mọi người rồi. Cũng coi như là sắp xếp ổn thỏa rồi, Đại Hải à, mau dẫn đường đi. Hay là, chúng ta cũng trở về thế giới sương mù đen đi. Không được, Đại Hải à, chúng ta đã đi đến đây rồi, này là muốn giở trò gì vậy? Tôi có chút căng thẳng, dẫu sao thì năm đó, tôi có mâu thuẫn với mẹ nó nên đã đuổi nó ra khỏi thần điện rồi. Hả, có người nào làm cha như mày à, tốt xấu gì cũng là con trai ruột của mình. Ai nói là con trai của ta chứ, đó là con gái ta. Mày đuổi con gái ra khỏi nhà mà còn tự hào thế à? Hừ, lúc đó ta, nói chung là tình hình rất phức tạp, cho nên tôi sợ là nó sẽ không chịu tha thứ cho tôi. Hay là chúng ta quay về đi, cậu nỗ lực thêm một chút, giúp tôi khôi phục về cấp thần, đến lúc đó sát phạt tứ phương, địa tinh chẳng phải là được cứu rồi sao? Không được, người của bộ lạc sớm muộn gì cũng sẽ đến thế giới sương mù đen bắt người địa tinh chúng ta làm bia đỡ đạn, đợi đến lúc mày khôi phục lại thì đã muộn rồi. Đã nói đến như vậy rồi, có chết thì cũng phải chết trước mặt con gái mày, đi mau lên. Đáy biển. Được rồi, cũng đã đến cửa rồi, mày còn do dự cái gì nữa chứ? Hai, cái kiểu gia đình mâu thuẫn này người ngoài như mình thật khó khuyên bảo à. Hai, biết rồi mà. Sao vậy? Chết. Vừa đang nói là thứ sâu bọ nào lại dám làm phiền ta nghỉ ngơi. Hóa là phụ thân đại nhân thân yêu của ta à? Nhìn xem kìa, người cha của tôi bây giờ là có chuyện gì thế này? Sao lại xuống cùng một cấp bậc với mấy thứ thức ăn của ta vậy? Sao vậy, ông là đến tự tìm cái chết à? Tên Cao Bằng chết tiệt đều tại ngươi cả, ngươi xem nó muốn ăn ta rồi kia kìa. Mày cút qua một bên, vẫn là phải để tao rồi. Con nói không sai, ta đích thực là muốn đến tạ tội. Con nói không sai, ta đích thực là muốn đến tạ tội. Nhiều năm như vậy rồi, ta vẫn luôn cảm thấy hội hận. Mỗi ngày mỗi đêm, mỗi khi mặt trời là mặt trăng lại nối tiếp một vòng luân chuyển. Ở trong điện thần lạnh lẽo đó nội tâm của ta đều như bị dằn xe vậy, ta hết lần này hết lần khác tự hành hạ bản thân. Nếu như trên đời này có chuyện nào có thể khiến ta hối hận, thì đó chính là cái ngày mà ta đã nói ra những lời không hay ở thần điện khi đó. Ta thân là một người cha, lại nói ra những lời lạnh nhạt như vậy với con gái của chính mình. Ông lại tự hành hạ bản thân ư? Ha ha, phụ thân đại nhân của ta à, từ khi nào mà ông học được cách nói dối thế? Hi hi, đứa con gái này của tôi cũng thông minh nhỉ. Mày im mồm đi. Xin lỗi. Là cha sai rồi, mong con hãy tha thứ cho cha, có được không? Ông Đường Đường là thần của bão tố và triều tịch vậy mà cũng biết xin lỗi nhận sai à? Có phải là do người khác giả mạo thành rồi không? Ha 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 ha. Quả thực là giả mạo a. Nhưng mà phụ thân đại nhân thân yêu à, đột nhiên cảm thấy ông có chút đáng yêu a. Con bé đây là tha thứ cho ta rồi sao? Tên gia hỏa xấu tính Cao Bằng này nói một tràng lời xến xúa liền giải quyết được rồi, sao con gái a có thể đơn thuần đến vậy chứ? Này này này, đừng có vội vàng vui mừng như vậy, mày còn có muốn làm hòa nữa không vậy? Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.